Y học cổ và bậc thầy chữa lành. Tác giả: Giáo sư Glenn Rogers. Bao nhiêu người nhận ra rằng chúng ta chỉ thật sự trân trọng một thứ gì đó khi sắp đánh mất nó? Có một câu nói vui là đa số chúng ta sống để xài tiền mà chúng ta không có, để mua những thứ mà chúng ta không cần, để gây ấn tượng đến những người mà chúng ta thậm chí chả ưa. Vậy khôn ngoan là gì? Theo nhà nghiên cứu trong một trường đại học, và hiện giờ ông đang là CEO của một tổ chức nói rằng có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng cái mà ông thích nhất đó là khôn ngoan là biết trân trọng những thứ mình đang có. Hầu hết cuộc đời của tôi thì tôi đã không hề biết điều đó. Tôi đã muốn những thứ mà tôi không có. Tôi muốn trở thành những người mà không phải tôi. Vì vậy tôi đã rất đau khổ. Sau đó tôi đã được gặp một bậc thầy chữa lành ở Himalaya. Ban đầu tôi đã rất hoài nghi. Nhưng ông đã giới thiệu tôi về một ngành khoa học cổ xưa, cái mà đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về cuộc đời và giá trị mọi thứ trong đó. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về ba trải nghiệm mà tôi đã có với ngài, tôi nghĩ có thể mang lại lợi ích cho các bạn, và sau đó là ba câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Trải nghiệm đầu tiên là, bao nhiêu người trong số các bạn đã từng phải ở bên cạnh người thân yêu của mình khi họ đang đau đớn, bệnh tật mà mình không biết phải làm gì để giúp họ? Đối với tôi đó là trải nghiệm đối với cha của mình. Tôi nhớ cái ngày ông điện thoại cho tôi và bảo cần gặp tôi ở văn phòng. Tôi đoán là có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi đến văn phòng và ngồi đối diện ông. Ông ngồi trên ghế và nhìn xuống sàn nhà một hồi lâu. Cuối cùng ông ngẩng lên và nhìn tôi nói. Clint, cha chưa nói cho mẹ và các anh chị em của con, nhưng mà cha chỉ còn sống được một tuần thôi. Cha muốn ai đó biết lỡ mà cha chết và đừng để mẹ con lo. Tôi còn nhớ cái cảm giác lúc đó như bị đấm vào mặt, mọi điều quan trọng khác đều biến mất. Rồi tôi hỏi, chuyện gì vậy cha? Ông nói rằng ông đã được các bác sĩ tốt nhất khám và cho uống 12 loại thuốc khác nhau, nhưng không có kết quả, và họ không biết phải làm gì khác. Trong tuyệt vọng tôi nói với cha, con có nghe về một vị thầy ở núi Himalaya, ông ta chữa bệnh bằng cách đụng vào cổ tay, con cũng không hiểu làm sao mà làm được. Nhưng ông ta biết có vấn đề gì xảy ra trong cơ thể và cách chữa bệnh như thế nào. Tên của ông ta là Bankanaram. Ông đã giúp rất nhiều người như là mẹ Teresa, Đạt Lai Lạt Ma, và cách chữa bệnh này được ghi chép trong một cuốn sổ cũ bằng ngôn ngữ cổ đã được truyền lại vài ngàn năm, và các bậc thầy này đều sống khỏe mạnh cả trăm tuổi. Lúc đó cha tôi trông có vẻ không hứng thú gì chuyện này, nhưng tôi không trách ông vì nó vượt quá cái thực tế của chúng tôi. Tôi cũng không tin rằng điều này có thể, nhưng mà tôi đang tuyệt vọng. Rồi tôi nói với cha là, chúng ta phải bay đến gặp vị thầy này ngay. Cha tôi gượng cười nói, ít ra thì chuyện này cũng không đau đớn gì. Tôi nhớ lúc cha bước xuống máy bay, ông đã di chuyển rất khó khăn và phải có hai người đỡ hai bên. Chúng tôi tới nơi khi vị thầy vừa đi vòng quanh châu Âu, Mỹ và Canada về, và lúc đó đã có ít nhất 50-60 người xếp hàng đứng đợi trước. Chúng tôi thấy mọi người vào rồi ra chỉ trong vài phút. Cha tôi nhìn danh sách thuốc và nói, thậm chí chúng ta còn chẳng đọc được nó, tại sao chúng ta lại ở đây? Và lúc ông được gọi tên vào khám, ông bước đi rất đau đớn và chậm chạp qua cánh cửa, rồi nó đóng lại. Tôi chờ ở ngoài hết sức lo lắng. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy cha bước đi thẳng hơn, và ánh mắt của ông lúc đó đã khác. Tôi hỏi, cha, chuyện gì đã xảy ra? Ông nói, cha không biết phải giải thích làm sao, cha thậm chí đã chẳng nói gì, nhưng mà ông ta đụng vào cổ tay cha và rồi cho cha biết là cha bị cái gì. Cha nói tiếp, thậm chí có 4 bác sĩ khám cho cha cùng một lúc cũng không thể có chuyện như thế này xảy ra. Cha không nghĩ là họ có thể mô tả chi tiết chuyện gì xảy ra với cơ thể, tâm trí và cảm xúc của cha. Sau trải nghiệm đầu tiên của cha, tôi đã rất hứng thú với môn khoa học cổ xưa này. Tôi bắt đầu nghiên cứu về nó và tìm đến một giáo sư người Đức. Ông tên là Ludwig Max Fischer. Ông đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về sự khác biệt giữa các phương thuốc Tây y và các cách chữa lành cổ xưa. Một trong những điểm mà ông chia sẻ là ở phương Tây, chúng ta thường chữa bệnh theo cách là chiến đấu chống lại bệnh tật, chống lại ung thư, chống lại vi khuẩn, cơn đau. Còn phương cách cổ xưa thì họ chữa bệnh bằng sự cân bằng và thanh lọc. Cách mà ngài Naram giải thích cho tôi như sau. Trong cơ thể chúng ta có các tế bào vi mô trong vĩ mô. Tất cả các thành phần có trong thiên nhiên đều có trong cơ thể chúng ta. Vì vậy, khi ông nhấn vào cổ tay để tìm ra ba huyệt, Vata là năng lượng gió,
Pitta là năng lượng lửa và Kapha là năng lượng nước và đất. Dựa vào huyệt nào đang đập mạnh nhất để xác định được việc mất cân bằng, bị tắc nghẽn chỗ nào để có thể dự đoán chính xác được các vấn đề tâm lý, thể chất và cảm xúc mà bạn đang có. Cơ bản có 6 cách để loại bỏ tắc nghẽn và lấy lại cân bằng cho cơ thể như sau. 1 là chế độ ăn uống, cái gì nên ăn, không nên ăn. 2 là lối sống, phải có kỷ luật và kiên nhẫn trong việc thay đổi lối sống. 3 là các thảo dược có trong bếp nhà bạn. 4 là các thảo dược từ cây cỏ tự nhiên từ đất. 5 là Panchakarma hay Ashtakarma. Nếu bạn chưa từng nghe về nó thì hãy tìm hiểu thêm trên Google. 6 là Mama, biết những huyệt trên cơ thể để nhấn vào đó khi cần giải tỏa những tắc nghẽn và cân bằng lại cơ thể. Cha của tôi đã rất kỷ luật trong việc thay đổi chế độ ăn uống và dùng những loại thảo dược mà chúng tôi chưa từng nghe thấy trước đây. 6 tháng sau, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Ông bảo tôi rằng, cha có một vấn đề rất lớn. Tôi hỏi, lần này là chuyện gì vậy cha? Ông nói, cha chẳng biết phải làm gì với cái đống thuốc tây này. Trong 6 tháng, ông uống từ 12 loại thuốc xuống thành chỉ một loại. Không còn tiểu đường, mỡ máu, huyết áp, không cần máy CPAP, không còn mất ngủ hay đau đớn gì nữa. Quá nhiều năng lượng mà cha tôi muốn cống hiến thêm 30 năm làm việc của ông, và ông đang viết một cuốn sách làm sao để giúp trẻ em đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Tôi nhớ đêm đó tôi đã quỳ gối bên cạnh giường và tạ ơn Thượng Đế. Sau đó tôi quay lại gặp thầy và đây là trải nghiệm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi đến để cảm ơn ông vì đã cho tôi một món quà vô giá. Mọi người nên biết về ngành khoa học cổ này là thực sự tồn tại. Có thể họ sẽ không chọn cách này, nhưng ít ra họ nên biết là họ còn có một sự lựa chọn. Ông cười và nói, tôi cần giúp đỡ nhưng không phải từ anh. Tôi hỏi, tại sao không? Ông nói, tâm trí của anh quá ồn ào. Vì vậy ông khuyên tôi hai điều. Một trong hai điều đó là hãy thực hành sự im lặng. Các bạn đã từng giữ im lặng được trong thời gian lâu nhất là bao nhiêu? Không nói bất cứ điều gì trong nhiều giờ, nửa ngày hay cả ngày. Ông cho tôi đi thực hành khóa im lặng 10 ngày, một trong những điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm và cũng là một trong những giá trị lớn nhất mà tôi có được. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn ra mình là ai. Tôi đã thấy nhiều thứ tôi làm và nghĩ là nó quan trọng, nhưng thật ra nó chỉ là trò chơi của người khác phát minh ra. Tôi có bằng tiến sĩ, nhưng tôi thấy trường đại học như một trò chơi. Và nếu bạn thắng game này thì bạn có cái bằng. Tiền bạc cũng chỉ là một sự tưởng tượng. Các quốc gia cũng vậy. Chẳng có cái đường phân cách nào giữa các quốc gia như là Canada, Mỹ hay Pakistan, Ấn Độ. Khái niệm quốc tịch cũng chỉ là một phát minh. Bởi vậy, trong sự im lặng, tôi đã nghĩ tất cả là trò chơi. Và trò chơi nào là do bản thân ta phát minh ra? Đối với tôi đó là sự khỏe mạnh của chính chúng ta. Tôi đến gặp thầy và nói là tôi đã tìm thầy để chữa bệnh cho cha, nhưng tôi đã không nhận ra là tôi cũng rất cần nó. Thế là ông cho tôi theo ông 7 năm qua và đã đến 150 thành phố trên khắp thế giới, bắt đầu thu thập những câu chuyện giống như cha tôi và bây giờ đã có hơn 4.500 tài liệu. Trong quá trình đó tôi càng tìm ra thêm nhiều điều về kiến thức cổ xưa này. Thầy nói với tôi rằng, trong khoa học cổ thì mọi thứ có thể là thuốc chữa lành đối với người này, nhưng là thuốc độc đối với người khác, phụ thuộc vào cách chúng ta dùng nó. Có một lần tôi bị nhức đầu, hôm đó tại phòng khám ở Ấn Độ, chúng tôi tiếp đến 350 bệnh nhân nên tôi càng lúc càng nhức đầu hơn. Vì vậy tôi gặp thầy và thầy biết ngay là tôi mất cân bằng với Kapha. Thầy nói, thuốc của con là hành tây chiên. Tôi đã quá ngạc nhiên. Thầy nói, không, mọi thứ đều là thuốc hoặc là độc, tùy thuộc vào cách con sử dụng nó. Ngay cả nước cũng là thuốc cho 180 loại bệnh, nhưng là độc cho 18 loại khác. Cuộc sống, công việc của con cũng vậy, cũng có thể là thuốc hay là độc tùy thuộc vào nó có tương đồng với lẽ sống của con hay không. Hành tây chiên không nên dùng hàng ngày, nhưng đối với trường hợp nhức đầu của con thì nó là thuốc. Ôi, lúc đó tôi đã rất là sốc. Đầu tôi đã căng ra cả ngày, nhưng bây giờ như tan chảy. Tôi háo hức hỏi, sao mà điều đó xảy ra được vậy? Ông cười nói, lúc ta còn trẻ, ta rất là giống con bây giờ, ta cũng đã rất là rối bời và băn khoăn. Ông kể là thầy ông đã cho ông 3 câu hỏi mà đã giúp ông khám phá ra rõ ràng mục đích và lẽ sống của cuộc đời ông là gì. Theo khoa học cổ của Siddhaveda, khoa học cổ không phải chỉ nói làm sao để có sức khỏe hay là cách duy trì nó, mà còn làm sao để dùng sức khỏe một cách khôn ngoan. 95% con người trên hành tinh này không biết là họ thực sự muốn cái gì. Siddhaveda là khoa học về nghệ thuật,
để giúp bạn khám phá ra là mình muốn cái gì và đạt được nó cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Vậy thì ba câu hỏi này tôi muốn chia sẻ đến với mọi người. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy nhấn vào đầu ngón tay trỏ bên phải của mình 6 lần. Nó giúp ta loại bỏ các vật cản tâm trí và mở vô thức. Và câu hỏi là 1. Nếu ta biết ta làm gì cũng thành công, thì ta sẽ làm cái gì? 2. Nếu ta có 100 triệu đô la trong ngân hàng, thì ta sẽ làm gì? 3. Nếu ta biết mình chỉ còn sống được 6 tháng, thì ta sẽ làm gì? Ông nói những câu hỏi này không chỉ mang lại rất nhiều sự thông suốt mà còn là sự chữa lành sâu. Thử thách của tôi dành cho các bạn là tìm ra cho mình câu trả lời. Tôi khuyên bạn nên ghi nó vào những mẩu giấy và làm nó cùng kích thước với tờ tiền để dễ cho vào ví. Và hãy nhớ là những câu trả lời của bạn còn giá trị hơn tiền bạc. Thay vì xài tiền vào những thứ chúng ta không cần để gây ấn tượng đến những người mà chúng ta không thích. Vậy tại sao lại không dành thời gian của mình vào những thứ giá trị hơn mà ta đang có, với những người mà ta yêu, làm những thứ mà ta muốn? Tóm lại, tôi hy vọng là các bạn hãy nhớ đến câu chuyện của cha tôi. Hy vọng là các bạn nhớ cái định nghĩa về sự khôn ngoan để biết trân trọng những thứ mà bạn đang có khi mà bạn còn có nó. Hy vọng bạn dành nhiều thời gian trong tĩnh lặng để tự hỏi mình rằng mình là ai, tại sao mình lại đang làm những việc mình đang làm. Và thứ ba, có lẽ cũng là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình và những người thân yêu. Hãy nói với họ ba câu hỏi trên, chia sẻ cho họ món quà này. Nếu câu trả lời không xuất hiện ngay lúc đó, hãy ấn cái huyệt đầu ngón tay trỏ phải. Nó sẽ tháo bỏ hết tắc nghẽn và mở ra vô thức, rồi hỏi lại những câu hỏi cho đến khi trả lời được. Và rồi cuộc sống của chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan thật sự. Và cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Namaste.